Bước đầu học nhiếp ảnh khó nhất ở điều gì? Theo mình thì sẽ có hai thứ khó nhất khi các bạn đang tìm hiểu nhiếp ảnh. Đầu tiên là hiểu và biết cách vận dụng ISO, tốc khẩu vào việc chụp ảnh. Thứ nhất thì đây là ba khái niệm hoàn toàn mới với một người mà trước đây chưa có kinh nghiệm sử dụng máy ảnh. Bình thường trước đây bạn dùng smartphone chụp ảnh thì chỉ cần giơ lên ấn chụp là ra ảnh. Nhưng khi bạn chuyển qua dùng máy ảnh để chụp ảnh thì bắt buộc bạn phải hiểu được ISO, tốc khẩu. Nếu không thì ảnh chụp lúc thì sáng, lúc thì tối, lúc thì rõ, lúc thì nhòe, không như bạn mong muốn. Ảnh có lúc đủ sáng nhưng lại bị nhiễu và bị vỡ ảnh, không biết tại sao. Thứ hai, khi bạn tìm hiểu trên mạng về ISO, tốc khẩu thì kiến thức lại tràn lan, mỗi nơi một kiểu. Các trang mạng thì toàn dùng thuật ngữ về tiếng Anh, không có tí giúp ích nào cả. Lên mạng hỏi mọi người thì mỗi người một kiểu, ý kiến trái chiều. Nhờ người có kinh nghiệm hướng dẫn thì họ chỉ hướng dẫn qua loa, bảo bạn lúc thì khép khẩu, lúc thì mở khẩu mà không giải thích là vì sao, khiến bạn phát chóng mặt, đã khó thì lại càng khó. Thứ ba, đó là mỗi trường hợp thì bạn lại phải set up, phải thiết lập ISO, tốc khẩu mỗi kiểu khác nhau. Không có thiết lập nào là bạn thể dùng mãi được mà bắt buộc phải thay đổi liên tục. Đòi hỏi bạn phải nắm rõ được ba khái niệm này. Muốn làm chủ nhiếp ảnh thì không có cách nào khác, bạn phải nắm rõ được ISO, tốc và khẩu độ. Vấn đề tiếp theo thì có thể là bạn đã nắm vững được ISO, tốc khẩu, thế nhưng bạn vẫn chưa chụp được ra bức ảnh đẹp như mong muốn. Chúng ta thì thường chụp ảnh theo bản năng, không có quy chuẩn nào cả. Thế nên có lúc bạn chụp ra những bức ảnh được nhiều người khen đẹp nhưng mà không biết là vì sao. Hoặc có những lúc ảnh của bạn bị nhiều người chê xấu mà không biết phải làm sao để cải thiện. Tìm học trên mạng thì cũng lại đủ kiểu kiến thức tràn lan. Có nơi thì lại hướng dẫn khó quá, bắt buộc bạn phải có thiết bị xịn, phải biết bố trí bối cảnh phức tạp, bạn không làm theo được. Hỏi trên mạng thì cũng mỗi người mỗi ý, người thì bảo xấu, người thì bảo đẹp, bởi vì bản thân họ cũng chụp ảnh rất là bản năng. Kiến thức thì rời rạc, không có hệ thống và không được bài bản. Mà nếu bạn muốn theo học các khoa học nhiếp ảnh thì lại rất là tốn kém và đòi hỏi phải đầu tư thời gian để theo học. Với những người bận bịu không có nhiều thời gian thì không thể học theo học được. Thế nhưng bạn đừng quá lo lắng, vì ngày hôm nay mình xin giới thiệu đến bạn một giải pháp dành cho những người mới làm quen với nhiếp ảnh, đó chính là bộ tài liệu Chinh phục nhiếp ảnh, giúp bạn học cách sử dụng ISO, tốc khẩu, làm chủ nhiếp ảnh, chụp ảnh đẹp ngay lập tức. Đây là bộ tài liệu được thiết kế và biên soạn dành cho những người đang làm quen với nhiếp ảnh. Vì vậy trong cuốn này sẽ giải thích chi tiết cho bạn các khái niệm cơ bản nhưng quan trọng trong nhiếp ảnh, ví dụ như cách sử dụng máy ảnh, tính năng và cách vận dụng từng chế độ. Và đặc biệt là bộ này sẽ giải thích rất cụ thể về các khái niệm ISO, tốc khẩu, về bản chất của các khái niệm này, cách vận dụng vào bức ảnh bạn đang chụp và cách để set up, thiết lập theo từng thể loại ảnh. Hay như cả hướng dẫn cho bạn những cách để chụp ra một bức ảnh đẹp đúng quy chuẩn, ai xem cũng thấy đẹp. Một bức ảnh đẹp về mặt thẩm mỹ thì sẽ được cấu thành từ 3 yếu tố là ánh sáng, bố cục và màu sắc. Thì trong chinh phục nhiếp ảnh sẽ giải thích rất kỹ về 3 yếu tố này, tác dụng của 3 yếu tố này trong bức ảnh của bạn, làm sao để bạn luôn chụp được ra bức ảnh đẹp theo đúng mong muốn và ý tưởng. Và quan trọng, nếu bạn vẫn chưa hiểu thì bên cạnh phần nội dung cô đọng, chinh phục nhiếp ảnh cũng sẽ có những phần hình ảnh minh họa và video hướng dẫn chi tiết. Chỉ cần xem theo là làm được ngay. Kiến thức được hệ thống bài bản, được hiệu chỉnh và biên soạn cùng với những chuyên gia có nhiều năm kinh nghiệm trong ngành. Có menu về từng vấn đề, bạn không hiểu chỉ cần tra là tìm được ra ngay. Nói chung đây là bộ tài liệu rất hữu ích với những anh em đang làm quen với nhiếp ảnh giống như mình ngày trước. Anh em nào đang gặp khó trong việc hiểu ISO, tốc khẩu, anh em nào đang không biết cách chụp ảnh đẹp thì tìm ngay chinh phục nhiếp ảnh. Và đặc biệt, duy nhất trong dịp này để đồng hành cùng anh em trong quá trình làm chủ nhiếp ảnh, chúng mình xin gửi đến anh em ưu đãi giảm 50% cho 100 anh em nhanh nhất. Hãy để lại quan tâm của bạn với chinh phục nhiếp ảnh để làm chủ nhiếp ảnh ngay hôm nay.